Này là cái bàn, tao phơi ở đây. Cái làng này người ta làm bàn, ta đang gió đệm này đông. Ở đây thì có cái nhà ta đang làm. Mấy cái cây bàn này mình mua của người ta hả chị? Ở đây có hay sao? Ở đây có đồng bàn nè. Không, ở trong đồng tràm xa lắm. Ở Vĩnh Gia, Vĩnh Điều vậy. Tràn ơi, Vĩnh Gia anh Điều đi tới dầm dậy vậy. Dữ. Dạ. Mình đây có đan không? Đan. Tôi đi vòng vòng kiếm quay một người đan để cho người ta coi coi. Để mà có đan nghỉ chứ không có đan. À vậy. Chút giống nó có làm, giờ bó lại cột đi ép rồi. Phải ép nè. Dạ, ép hai ba quận gập hơi. Nè phơi như vậy nè, rồi xong rồi cái đi ép, ép được hơi một cái nữa thì mới ép quận nữa mới được. Hai ba hẹp lắm. Mệt lắm, hai ơi, mà trời này cực lắm. Rồi mấy cái đệm nữa. Đệm đó. Hôm thì đi chỗ nào thấy hình như cái dựa của nó, hình như trên đường lộ. Trên lộ, có dựa. Nó mua điểm anh. Thì tụi nó làm mấy cái vỏ gì á. À. Cái máy ép nó nằm ở đâu vậy anh? Máy ép nằm ngoài này. Để tôi. Trên này cũng có nữa nè. Cắt có mấy cái đọt nó thôi hả bà? Hả? Cái này người ta ấy cắt mấy cái đọt nó thôi hả? Đọt người ta lấy lá hả? Ta lấy lá, cái này bỏ. À, lấy lá làm gì bà? Làm gì không biết nè. Chở thì dân kinh đó người ta mướn nè. Thầy kia thấy ở nhà kia đang lặt mấy cái lá. Tưởng đâu cây rừng hay gì á. Cái này đọt mì. Cái này cây bàn hả bà? Bàn ép nè hả? Ép dầu giờ lấy ra đan hả? Phơi hả? Chưa đan hả? Cái này mình phơi không mà chưa đan hả? Có đan không? Là người ta đang cây bàn đó, người ta đang dang dở đây.
Em đang mà chưa có mà xuống bỏ phơi rồi mình thử là chưa có thành. Còn mấy đứa này nè, một đứa con cái điện thoại nó ôm ở đây, nó ôm nó chơi game, nó mê. Hai ba đứa nó ôm điện thoại nó chơi game mà nó mê rồi nè. Thôi em hả? Chị đang đang hả? Đang tôi quay vào một cái cho người ta coi coi đang đệm. Mấy cái này là mấy cái này nó ép xong hơi xong rồi đấy, ép xong rồi đó. À, cái này nó bó là cục cục, nó nguyên liệu để ta bàn, nó bó lại cứng đờ rồi không có rút từ cộng ra. Ừ, tại nó lại chỗ lạ nó không dám xuống rồi. Dạ thấy rồi. Ông nồng ca dữ vậy. Bà chị quá đang cái đệm rồi. Làm lâu năm rồi nha. Tài thấy làm nhuyễn dữ rồi nha. Chị làm bao lâu rồi chị? Làm 40 năm rồi. 50 năm. Bây giờ nhắm mắt làm cũng được đó. Nhắm mắt cũng tương tốt. Cũng quen rồi. Nó vô nó tính cho quay phim đó nè. Quay phim là kỹ luôn. Vô nó vô luôn. Cháu ngoại cháu nội rồi hả? Cháu ký. Cháu ký là hả? À. Cái cây này á, người ta kêu bằng cây bàng là nó giống cây năng vậy nhưng mà nó dẻo dai vậy. Nó dẻo mà nó có cái trái. À. Ở này, trên đầu ha. Trên đầu nó có cái trái. À. Thì cái này á, là hồi xưa ở đây người ta làm nhiều lắm. Bây giờ thì cũng còn nhiều. Có cái trái vậy nè mà cái trái của nó nguyên á thì nó cứ dụng mấy cái lông của nó ra rồi. Cái trái nó vậy đó. Thì mình cắt bỏ. Nhổ lên là cắt. Nó có cái trái nè. Cái trái đó. Nó y chang như cây năng nhưng mà nó thì có cái trái ở đằng đầu đọt của cây. Thì cái này á nó dai nên người ta lấy. Người ta lấy về người ta phơi rồi người ta đang đệm. Hồi xưa ở trong này á là còn nghèo á, người ta ngủ đệm này không à, ta kêu bằng chiếu đệm á. Dạ cũng ngủ đệm không à, không có ngủ dạ, hả? Kia. À không có xài chiếu không có xài chiếu dệt. Hồi chiếu dệt cái này á thì nằm nó mát lắm mà nó chắc. Dạ, nó chắc nữa. Hồi xưa là phơi lúa cũng phơi bằng cái này nè. Lúa cũng đựng nó luôn. Vỏ đệm cũng làm bằng cái này à. Bây giờ người ta phơi lúa thì người ta phơi bằng lưới. Dạ, phơi lưới, lưới nó nhẹ với nó dễ. Còn xưa là bà con ta ở đây người ta làm lúa là ta xài bằng chiếu đệm không. Mà hai mới làm 40-50 năm nay tay vợ nhiễn mà khẩu nhìn nữa mà cái tay mà chạy như máy như nè. Bây giờ cái chiếu đệm này á, thì ở đây người ta cũng còn xài, người ta xài để ngủ mà đặc biệt á, là ở cái chiếu đệm này là người ta làm mấy cái vỏ đệm mà mấy ông chơi gà đá gà này nọ thì hay xài cái vỏ đệm này. Sao đội mẹ à, phải không? Không mua thật. Cái này cháu ký là đây nè. Cháu ký thì kêu bằng bà cố hả? Bà ký hả? Bà ký là mấy đời trời? À...
ba đời. Con là cháu rồi cái cháu khí à. Ngoại cảnh cho bà con ở đây, bà Trúc có cái nghề đang chiếu đệm này nè. Ở đây thì thấy cũng còn nhiều gia đình làm. Rồi đi lại đây thấy bà chị này bà làm xinh, mà chị ngồi phim có mấy cháu ký cho nó dù luôn. À, mai mốt lên mạng để thấy tụi nó hết. Bữa nay con đi học chưa con? Dạ con đi học rồi. Lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 1. Wow, vui không? Đi học vui không? Có bạn nhiều ha. Dạ có. Mới vô vậy có làm quen bạn bè gì chưa? Dạ rồi. Mấy bạn dễ thương không? Có dạ. Nhớ thằng này nó có ái chụp hình nè. Cái lợn nó cho quay phim đó nè. Đó đó. Nó giơ tay lên nó chụp máy đó, mai mốt nó lớn lên nó làm thợ chụp hình luôn. Các bà làm mà khỏi cần nhìn làm cũng được hả? Khỏi cần nhìn làm cũng được. Quen tay. Mẹ nó coi kìa. Đang nói đó hả? Nghe nó đang nói chuyện với cái... Nghe. Chúc có mẹ ha. Chúc có mẹ đi. Cái này mình bán được sao không? Bán sao chị? Cái này mà bán theo... Bán theo, tính theo mét hả? Bán cái này mà có dung gì mà 30. 30 hả? À, bề ngang bị lớn đây, bề dài dài nữa. 5 mét rưỡi, bề dài 2 thước. Bài dài 2 thước. Bài ngang mét rưỡi lần hay 5 tấc rưỡi. Kệ nó đi giờ nè. Bài ngang 5 tấc rưỡi, bài dài 2 mét, 30 ngàn hả? 30 ngàn. Ủa rồi tiền cây này hết miếu 15 ngàn hết rồi. Còn có 15 ngàn à. Cái nghe bà ký. Hằng ngày có duyên với bà ký năm nè. Trời, con có duyên với bà ký năm nha cười. Được có 45 ngàn. Rồi, cảm ơn nha chị. Thì ơn bà có mấy ký đâu. Cái này là cái máy ép. Máy ép bàn. Người ta ép bàn từ cộng bàn người ta phơi khô rồi. Người ta ép cho nó dẹp lại. Ép dẹp lại rồi bà con người ta mới đan được. À, cái này là cái máy ép mà người ta ngưng rồi. Chỗ này người ta đút vô. Bên tay người ta đút nó vô. Đó là bên đây. Máy ép bàn.